lên rồi. Ồ, ai đó? Thích thở sâu vào. Đúng rồi, tốt lắm. Ồ, tôi sẽ quay lại ngay. Đau quá đi. Chúc mừng nha, cô chính là vị khách thứ 1000 của chúng tôi. Vậy có được gì không? Cô nhận được 100 đô la. Wow. Cả gia tài luôn đó. Quả là tin tốt lành nha. Nhưng tôi sắp sinh rồi nè. Chúc mừng cô và bé gái nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cô nàng đã dùng tiền thưởng để mua chiếc nuôi. Ồ, cục cưng của mẹ. Ngủ ngon ha. Mẹ sẽ làm tất cả để bé con của mình được thoải mái nhất. 5 năm sau. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Terry bé nhỏ đã được 5 tuổi rồi. Nhắm mắt lại đi bé con à. Mẹ có bất ngờ cho con nè. Mở mắt đi nào. Wow, mẹ ơi, con đã muốn thứ này lâu lắm rồi. Một chú gấu bông khổng lồ. Chúc mừng sinh nhật cục cưng nha. Chắc là khách đến rồi đó. Terry không nhận được nhiều quà cho lắm, nhưng vào ngày sinh nhật thì mọi thứ đều có thể. Wow, tức nè. Có nhiều thật đó nha. Mình có ý này. Cảm ơn vì đã tới nha. Cô mới chỉ đang dọn bàn thôi. Wow, wow. Chị cũng thấy rồi chứ. Chào mừng tới nhà hát múa rối của Terry. Xin chào anh Tất nha. Anh khỏe chứ? Tôi khỏe, anh Tất thứ hai à. Hôm nay trời đẹp quá phải không nè? Wow, cô bé thật là tài năng. Của em đây, em rất xứng đáng. Em cảm ơn, thật là bất ngờ. Ok, vậy là có vốn khởi nghiệp rồi. Tuyệt. 5 năm nữa đã trôi qua và Carrie vẫn thích thử những thứ mới nè. Cái này hay ghê. Carrie, mẹ về rồi nè. Con yêu, con lại liếm bút nhớ nữa sao? Đâu có, là mẹ tưởng tượng thôi ạ. Con gái yêu của mẹ, con thật là trẻ con mà. Bút nhớ không được ăn đâu nha, chúng đâu phải là kem đâu. Nhưng mà chúng ngon lắm ạ. Hôm nay mẹ vừa có một ngày vất vả, nhưng giờ chúng ta có tiền rồi. Mẹ ơi, mẹ mua kem cho con nha. Đi mà. Chỉ một cây kem nhỏ thôi ạ. Mẹ sẽ làm tất cả vì con gái mình. Tất nhiên rồi, con yêu của con đây nè. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ là người mẹ tuyệt nhất trên đời. Kem đây, kem cho mọi người đây. Tươi mát, ngọt ngào. Ngon tuyệt nha. Mua kem đi nào. Đây ạ, cho cháu một cốc đi ạ. Hachi. Của cháu đây nè. Thôi được. Khoan đã, xe đạp cũ. Nếu như một chiếc xe đạp cũ và rất nhiều tấm gỗ, có thể đi kinh doanh tốt ấy chứ. Món kem ngon nhất thành phố Trum đi. Mua đi, nhanh tay lên nào. Sẽ hơi khó khăn đây, nhưng mình sẽ làm được. Đặt nó ở đây, rồi gắn vào như thế này. Đẹp chưa này? Carrie đã hoàn thành chiếc xe chở kem của mình. Wow, đã đến lúc gấp đôi rồi. Kem siêu ngon, giá chỉ 2 đô la. Nhanh tay lên nào, mua đi. Cho tôi một cây kem đi. Tiền. Giàu rồi. Ăn rau để tốt cho sức khỏe ha. Kem gì mà gớm quá vậy nè. Nhìn thấy kia. Chú có muốn mua kem không ạ? Vừa sạch lại vừa ngon luôn. Wow, kiếm được nhiều tiền chứ nè. Có bao nhiêu cháu lấy hết ạ? Tuyệt vời. Mua kem đi nào. Wow, nhiều người quá trời nè. Mua 1 đô, bán 2 đô, hiệu quả ghê. Tuyệt vời. Carrie đã bán hết cả kho kem rồi. Cảm ơn nhiều nha. Chúc cô ngon miệng ạ. Có vẻ chúng ta sắp có một doanh nhân tương lai rồi. Yay. 6 năm sau. Cả lớp chú ý. Điểm thi của các em đây. Cái này của em. Nè Liana, xem lại các lỗi sai đi nha. Ép hả? Mình cứ tưởng mình làm tốt cơ mà, không biết sửa thế nào nữa. Có vẻ như cả lớp đều bị điểm ép rồi. Ngoại trừ Carrie, người thông minh nhất. Như mọi khi.
các bạn đều đang rất là buồn. Sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ? Mọi người chú ý nào, nếu các cậu muốn có được điểm A thì hãy đến chỗ của mình đi. Giá cả phải chăng, đảm bảo được điểm cao. Mình trước, còn đợi gì nữa chứ? Harry vừa đào được một mỏ vàng. Ai đó cho cô biết chuyện gì đang xảy ra có được không? Cháu uống trà nhé. Không à, thôi được. Không thể tin được mà. Văn phòng của Harry là cái gì? Xin chào. Được rồi, cậu có việc gì nào? Con yêu, uống một cốc trà ha. Mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Không như mẹ nghĩ đâu. Con đang làm bài tập thôi à. Bài tập của bạn khác. Ừ, được rồi. Mẹ sẽ không làm phiền con nữa đâu. Con sẽ giải thích cho mẹ sao nha mẹ. Rồi, ai tiếp đây? Đây là vở toán và vật lý của mình nè. Không, không, xin trước cơ. Được rồi, từng người một thôi. Wow, nhiều tiền ghê luôn. 4 năm sau, thời gian trôi nhanh ghê. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Harry. Đi nào con yêu. Mẹ ơi khoan đã, mẹ thật sự muốn mặc như thế này đi hả? Có sao đâu, vừa đơn giản vừa thời trang mà. Mẹ nghiêm túc đấy ạ. Không 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 được, chúng ta phải đổi lại thôi. Trang phục yêu tinh sao? Con đùa thôi có phải không? Lỗi kỹ thuật mất rồi. Con xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi à. Wow, mẹ à, nhìn mẹ tuyệt thật đó nha. Nhanh lên mẹ, chúng ta trễ rồi. Tại sao không chứ? Tiếp theo, Harry Green. Em cảm ơn cô Harrison ạ. Mẹ ơi, mẹ nhìn nè, con tốt nghiệp rồi. Bé cưng, mẹ rất tự hào về con. Hãy sống thật tốt nha, Harry. Em có cả một tương lai tươi sáng ở trước mặt đó. Con gái à, mẹ có món quà tặng cho con nè. Một chiếc hộp tiết kiệm mới. Wow, mẹ ơi, nó thật hoàn hảo. Và nhân tiện, con cũng có món quà tặng cho mẹ nữa nè. Là gì vậy hả, Harry? Mẹ mong được thấy nó quá à. Wow, thật sự cho mẹ sao? Một chiếc thùng rác mới. Sao con biết mẹ luôn mong được có nó vậy? Mẹ ơi, con đang nói về chiếc ô tô cơ mà. Con đã tiết kiệm tiền suốt cấp 3 và mua nó tặng cho mẹ đó. Thật sự là cho mẹ sao? Tất nhiên rồi mà mẹ. Mẹ xứng đáng có nó mà. Và 5 năm sau. Đừng lo nha, Harry. Mình sẽ làm được mà. Harry Green, cô đến vừa kịp giờ đó. Đúng là thảm họa. Doanh nghiệp ta đang thua lỗ. Vâng ạ, chị Claire. Tôi có vài ý tưởng đây nè. Nếu chúng ta dùng chiến lược của tôi, doanh số bán kem sẽ gấp đôi. Tôi khẳng định đấy, nhất định sẽ thành công thôi. Nhàm chán quá, cô đang nói cái gì vậy? Chẳng có cái nào ấn tượng cả. Alexa, cô bị sa thải. Harry, cô tiếp theo đấy. Làm tôi ngạc nhiên đi. Dạ, cho tôi xin một phút ạ. Tôi đề xuất lấy những gì tốt nhất và kết hợp chúng thành một siêu phẩm. Kem cộng M&M cộng Kit Kat bằng kem siêu cấp. Ta-da! Vậy chị nghĩ sao ạ? Đúng là thiên tài. Vỗ tay, Harry. Từ giờ trở đi, cô sẽ là CEO của công ty chúng ta. Chúc mừng nha. Đánh tôi đi. Đây thật sự không phải là mơ chứ. Điều hành một công ty lớn thật không hề dễ dàng. Harry làm việc suốt ngày đêm. Phải, kỳ nghỉ chỉ có trong giấc mơ của cô thôi. Thôi, đến giờ về nhà rồi. Mệt chết mất thôi. Wow, kem siêu cấp là thứ tuyệt nhất mà mình từng ăn. Ừ, phải đó. Ai là CEO giỏi nhất vậy ta? Yay. Một bữa ăn sáng có thể thay đổi cả một cuộc đời. Đúng đúng, mua cổ phiếu ngay đi. Ủa, nó lại xảy ra rồi. Không, chỉ mua cái tôi bảo thôi. Cảm ơn, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Tôi sẽ gọi lại sau. Alo, phiêu, không lúc nào được yên cả. Tôi trả lương cho anh làm gì hả? Làm việc đi. Đau đầu với anh chàng này quá đi à. Bill, anh bị sa thải. Phải phải, anh làm cái gì thế? Đừng gọi cho tôi bằng số này nữa mà. Anh chàng bị sao vậy trời? Mệt chết mất thôi.
Phải, tôi sẵn sàng đầu tư vào dự án của mình rồi. Cứu với, tôi không thở được. Có chuyện gì vậy hả? Ồ, anh đợi chút nha, tôi tới ngay đây. 1, 2, làm được rồi. Anh không sao chứ? Cô đã cứu mạng tôi. Cô có muốn đi xem phim không nào? Tôi rất sẵn lòng nha. Và thế là câu chuyện bắt đầu. Alex và Carrie hẹn hò trong một thời gian dài. Sau đó, Carrie đã đồng ý. Đám cưới được tổ chức rất hoành tráng. Thậm chí nó còn được lên báo nữa. Và 9 tháng sau, bé Adam đã ra đời. Tụi con hạnh phúc lắm. Mẹ ơi, mẹ thấy sao ạ? Tuyệt hơn bao giờ hết. Con yêu mẹ nhiều lắm. Adam, chào con trai. Mẹ ơi, iPhone của con bị hỏng rồi. Đây nè, mẹ cho con tiền mua chiếc mới đi. Tiền, được rồi con trai, đợi mẹ chút nha. Của con đây, mong là đủ cho con rồi ha. Mẹ, đây là quân bài Uno mà, con cần tiền cơ. Cho con tiền. Ồ, được rồi mà. Nó ở đâu đó chỗ này thôi. Đây nè con trai. Rất hài hước. Mẹ, không có kính là mẹ chẳng thấy gì cả. Con cần tiền ạ. Ồ, con yêu à. Đây, cầm thẻ vàng của mẹ đi. Ha, cảm ơn mẹ. Con quay lại rồi đây. Ồ, con trai à, giật cả mình nè. Con sắp nổi tiếng rồi. Mẹ nhìn mà học hỏi đi nè. Hay lắm luôn. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Chuyện gì thế này? Nhảy cùng con đi. Sang phải rồi sang trái. Đúng rồi. Ồ, bọn trẻ thời nay. Con có cái gì đó. Wow, có thể kiếm tiền ở đây được sao? Mẹ vào với con trai à. Mặc quần bó vào và nhảy cùng mẹ con các bạn nào. Bà cũng muốn nhảy nữa. Này, cả nhà ơi, nhảy cùng bà ngoại nào. Tuổi già đánh úp chúng ta. Quảng cáo của tôi đây. Carrie đã trở thành người bà giàu nhất bang Trump. Ta đi thôi. Đúng vậy, điều hành doanh nghiệp ở cái tuổi đáng kính của bà quả là một thử thách mà. Làm được rồi. Cưng đây rồi, cưng ơi. Đang lên ảo thuật chính là yên bình. 1, 2. Bà Carrie, ký văn kiện đi ạ. À. Bà Carrie, bà có nghe thấy gì không? Hả? Có chuyện gì vậy? Kim Đan đâu rồi? Ai làm thế hả? Kylie. Úp, xin lỗi thưa bà, tôi cần chữ ký của bà. Thế đó, tôi chịu đủ rồi nha. Tôi nghỉ hưu đây. Chào con trai, mẹ muốn gặp con càng sớm càng tốt. Có chuyện gì vậy hả mẹ? Đến lúc rồi, từ giờ đến lượt con đảm nhiệm đó. Chắc chắn là con có thể xử lý được. Mẹ muốn con làm CEO của công ty kem sao? Con cảm ơn mẹ, con vui lắm mà. Mẹ yêu con rất nhiều con trai à. Adam, tôi rất tiếc cho sự mất mát này của anh. Mẹ tôi đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi sẽ nhớ mẹ lắm đây.